Thưa bà con, chắc hẳn nhiều bà con đang thắc mắc rằng vậy lợn nái ngoại sau khi tách con bao nhiêu ngày thì chúng lại động dục trở lại? Vâng, đó là sau khi tách con khoảng 3 đến 5 ngày là chúng có thể phôi giống để đẻ lứa kế tiếp. Tuy nhiên, để con giống đảm bảo chất lượng thì khâu chăm sóc lợn mẹ khi nuôi con và sau khi tách con đóng vai trò rất quan trọng. Đây là những con lợn con đã đẻ được 2 ngày. Lúc này lợn con còn yếu, thân nhiệt chưa ổn định, lợn dễ mắc một số bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp. Do vậy, ngay sau khi lợn đẻ xong, người nuôi cần bắt chúng cho vào chuồng úm. Công việc này cần tiến hành liên tục trong 3 đến 4 ngày. Thời kỳ lợn đẻ là mình phải làm một cái lồng úm để cho, thứ nhất con lợn con nó đẻ ra là mình phải cho ngay vào đây để mình úm. Thứ nhất là nó mới đẻ là thân nhiệt nó ít, nó giảm, nó lạnh, nên là mình úm và đồng thời kết hợp điện sưởi mình sưởi ấm cho con. Khi mà lợn con đẻ ra thì bắt đầu mình bắt hết cho ra bú đều một loạt. Vì sữa đầu của con nái là rất quan trọng. Nó khi con nó bú được là cái sức đề kháng của nó là rất tốt. Anh Dân cũng cho biết thêm, để lợn con phát triển đều nhau, người nuôi cần phải quan sát kỹ tình trạng sức khỏe lợn con, kiểm tra sức bú của lợn con và sự xuống sữa của lợn mẹ. Nếu phát hiện thấy vú lợn mẹ bị thiếu, không có sữa hoặc bị tắc sữa thì cần phải xử lý ngay. Đồng thời, định lượng thức ăn hàng ngày theo khả năng tiết sữa của lợn mẹ và sức bú của lợn con để bổ sung thức ăn cho phù hợp. Nên tăng lượng thức ăn dần dần để tránh tình trạng lợn mẹ dư sữa. Lượng thức ăn trung bình cho lợn mẹ trong thời kỳ nuôi con là khoảng 3,5 đến 4,5 kg trên một con mỗi ngày. Ngoài ra, cung cấp đầy đủ nước uống để lợn mẹ không bị stress và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Đấy, ví dụ như con lợn này là mình đã cắt rốn rồi, cắt mài nanh rồi, cắt nanh rồi. Ngày mai là ngày thứ ba là mình sẽ cắt đuôi. Cắt đuôi, bà con để ý là những cái khấu đuôi của nó khi nào nó có cái ngấn này này. Thì mình cắt thì nó sẽ không bị chảy máu. Anh Dân cho biết, lợn mẹ sau cai sữa cần chuyển sang một dãy chuồng khác để tiện cho quá trình chăm sóc và phối giống. Thức ăn giai đoạn này là thức ăn dành riêng cho lợn nái. Số bữa cho ăn cần hạn chế, thường cho ăn từ 2 đến 3 kg trên một con mỗi ngày và chia làm 2 lần. Mục đích là để lợn nái không béo quá, nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng để lợn chuẩn bị phôi giống. Để lợn nái lên giống đều thì nên nhốt cùng chuồng với lợn đực là tốt nhất. Và sau khi tách con từ 3 đến 5 ngày, lợn mẹ sẽ lên giống. Buổi tối mình để ý, mình xuống mình xem dọc cái đường này mà con nào nó lên giống là nó sẽ chảy cái dịch ra. Mình sẽ đánh dấu sơn lại. Rồi sáng hôm sau là mình sẽ xuống để mình bắn tinh. Thì lúc đó là con mẹ nó sẽ hiện tượng nó sẽ ì lợn. Lúc mình bắn thì nó sẽ hiệu quả nó sẽ rất là cao. Theo anh Dân, với lợn nái ngoại nên thụ tinh nhân tạo sẽ tốt hơn là cho phối giống trực tiếp. Tuy nhiên, để lợn mẹ đẻ số con nhiều thì người nuôi cần chú ý đến thời điểm để phối giống. Để giảm stress cho lợn, giúp lợn ăn ngủ tốt, ngoài việc làm chuồng nuôi khép kín thì người nuôi nên cho lợn nghe nhạc hàng ngày. Ngoài ra, cần tiêu độc khử trùng định kỳ bằng các chế phẩm vi sinh an toàn dành cho lợn, giữ chuồng sạch, khô thoáng vào mùa hè, ấm áp và yên tĩnh vào mùa đông.